Dạ mọi người, đây là di tích Cổng Đục, đồi cao, nằm ở ngay chỗ gần nhà máy nước thành phố Yên Bái đó. Khu di tích này được xây dựng năm 1893, được dân Pháp xây dựng đây để đặt pháo, là khu ẩn náu để thuận tiện cho việc xâm chiếm của nước ta. Tại bây giờ đây là cái cổng vòm ra đi sâu vào trong. Cái đường này theo tôi tìm hiểu qua người dân địa phương thì là nó rất dàng sau, chỉ là đi ẩn náu thôi. Bức tường thành này xây bằng gạch gạch đỏ bằng mật mía, chất liệu giống kiểu xây vạn lý trường thành ấy. Đây, ra sau có cái di tích này, vết vỡ này, nó là bụi tre. Đấy, sau nó còn rất dài nhưng mà sau thời gian con người nó tàn phá rồi. Đấy, trên này có dân ở này, nó dày như thế này cơ mà, bom nào mà phá được. Giờ như tôi tìm hiểu thì cái nền này là được người dân thời nay là trùng tu bảo vệ để tạo cái nguồn cho du lịch đến chơi. Cao chừng 2,5 m, rộng tầm 2 m. Đây, chất liệu gạch mật mía với lại cái gì đây này, xi măng trộn với nhau.